Vâng, thưa quý vị, có thể thấy đây là những chuyến về quê đặc biệt, có niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của sự ấm áp, sẻ chia. Khi hoàn cảnh khó khăn, dòng máu Việt thân thương lại được kết nối, họ đã quên đi bản thân, sự hiểm nguy để tiếp sức cho nhau. Tiếp tục chuyên mục Tiêu điểm ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị những hình ảnh xúc động mà cộng đồng Phật giáo cả nước đã dang rộng vòng tay, chào đón, tiếp sức cho những người con xa quê. Đại Đức Thích Thiện Mỹ, trụ trì chùa Diệu Ngộ, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tất bật kiểm tra cơ sở, dọn dẹp khuôn viên giảng đường để chuẩn bị đón người con xa quê trở về. Ngay sau khi bùng phát đợt dịch thứ tư, Đại Đức Thiện Mỹ lặng lẽ dành hết tâm huyết để sửa chữa, xây dựng cơ sở cách ly theo đúng tiêu chuẩn. Tận dụng cái khu giảng đường này để làm cái khu cách ly với mục đích giúp cho bà con nhân dân khi trở về tại địa phương cách ly 14 ngày theo y tế, khi trở về địa phương có nơi để cách ly để tránh cái sự lây nhiễm trong cộng đồng. Và đó là cũng cái tinh thần Phật giáo mà chúng tôi muốn gửi đến với tất cả bà con nhân dân, với tất cả tấm lòng của nhà chùa. Với sức chứa khoảng 100 người, khu cách ly trong khuôn viên chùa Diệu Ngộ đáp ứng đủ các điều kiện cơ sở vật chất, phòng riêng đảm bảo sạch sẽ. Trong thời gian thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định, bà con được chùa hỗ trợ các suất ăn, nước uống miễn phí. Thấy cơ sở của thầy Thích Thiện Mỹ là đảm bảo cái yếu tố là để mà giám sát cách ly tại nhà. Thì do đó là Đảng ủy chính quyền địa phương đã mời thầy Thích Thiện Mỹ, và thầy Thích Thiện Mỹ đã là đồng ý với cái tấm lòng là nhiệt huyết thiện nguyện của mình, thì đã là bỏ là tiền và là công sức ra để mà xây dựng cái khu giám sát cách ly này. Những ngày này, thị trấn Lăng Cô, cửa ngõ phía nam của tỉnh Thừa Thiên Huế, có hàng ngàn người đi ngang qua bằng phương tiện xe máy từ các tỉnh phía nam trở về. Thấu hiểu được sự vất vả của người dân xa xứ làm ăn, tìm đường về quê tránh đại dịch, Đại Đức Thích Thiện Mỹ cùng các Phật tử, nhà hảo tâm tổ chức bếp cơm không đồng, hỗ trợ suất ăn hai bữa ăn trưa chiều cho người dân và lực lượng phòng chống dịch. Những suất ăn tươm tất, chất lượng, an toàn được thầy trò tự tay chuẩn bị. Bà con nhân dân của chúng ta làm ăn ở miền Nam trở về miền Trung và để tránh dịch, và còn rất nhiều khó khăn, bà con chúng ta còn nghèo lắm, nên chúng tôi đã phát tâm để làm cái bếp từ thiện này, cố gắng tạo điều kiện để chia sẻ cái tình yêu thương của Phật giáo cũng như cái lòng từ bi của đạo Phật đến với mọi người. Những suất cơm nóng hổi được trao tay khiến người con xa xứ không khỏi xúc động. Sau một quãng đường dài di chuyển mệt nhọc, họ như được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục cho chuyến hồi hương đặc biệt. Đi từ Bình Dương về, nhưng mà về đến Huế, dân người dân Huế về các cán bộ với nhất là nhà sư ở Huế và quan tâm những anh em ở Bình Dương trong miền Nam về giúp đỡ rồi cơm rồi nước rồi các thứ rất là tốt đẹp. Chào đón bà con phương xa về khu cách ly của tỉnh Gia Lai, Đại Đức Thích Quảng Phước, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng Phật tử vào bếp nấu hàng ngàn suất ăn nghĩa tình. Chứng kiến người con xa về với quê hương trong sự khó khăn, những người đệ tử Phật đã không yên lòng nên đã cùng nhau gửi trọn nghĩa tình vào khu cách ly. Nhìn cái bà con rất là khó khổ, cho nên các chùa với các Phật tử bá gia bá tánh, đặc biệt là toàn xã hội hết sức quan tâm, mà mỗi người một bao gạo, rồi một ít rau, một ít trứng, ít tàu hũ, việc này việc kia, mà là giúp cho cái khu cách ly này hiện tại thì quý thầy cũng rất là yên tâm. Để mà thấy bà con được có cái khu về nơi đây rất là tốt đẹp, khang trang. Cảm tạ đến là các nhà thiện nguyện cũng như là nhà chùa có lòng hảo tâm, nỗ lực, cố gắng giúp đỡ cái số công dân hiện nay là hết sức khó khăn về kinh phí. Không quản ngại nguy hiểm, nắng mưa, đêm muộn, bóng áo nâu trên khắp mọi miền đất nước vẫn lặng lẽ trao gửi yêu thương và cầu chúc những người con xa xứ bình an trong ngày trở về. Mong rằng bà con trở về sau thời gian các làm thủ tục giãn cách cách ly tại hộ gia đình hoặc cách ly tập trung v.v. thì trở về nhà được ấm cúng, đoàn viên cùng với gia đình. Đó là chương trình của chúng tôi, thấy được bà con về thấy quê hương Cà Mau rất là mừng.
mình phải rất là hoan hỷ thực hiện những chương trình thế này để tiếp xúc bà con. Những đoàn người hồi hương vẫn tiếp tục lăn bánh, và trên hành trình đó chắc chắn họ không đơn độc, bởi vẫn còn có những bàn tay đưa ra tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để bà con an tâm về quê nhà, ổn định cuộc sống.